Xin chào quý khách, hôm nay tôi sẽ giới thiệu về một loại măng ngon ở tỉnh Kon Tum. Những ngày đầu tháng 9, những cơn mưa tầm tã kéo dài cũng là mùa của một loại măng chứ danh, loại măng ngon nhất trong các loại măng. Vào những ngày đầu mùa mưa là loại măng này mỏng như lá và mềm, ngọt ngay, đó là măng le, là một loại măng rừng. Loại măng rừng này chinh phục khách hàng Bắc Trung Nam mà còn là những người Việt xa xứ nhớ về hương vị cây măng của quê hương. Thì có rất là nhiều loại măng ở trên khắp đất nước và tại nhiều nước châu Á, măng được sử dụng làm thực phẩm trong rất là nhiều món ăn và tại Việt Nam sử dụng măng trong ẩm thực rất là phổ biến. Măng le được xem là ngon nhất trong các loại măng từ tre hay nứa. Măng le được nấu thành nhiều món, mỗi món là cho một vị khác nhau bởi vì cây le trong từng đọt măng đặc ruột có vị bùi, ngọt và quan trọng là không hề đắng như các loại măng khác, nên là khi du khách đã từng thử măng le đều nhớ mãi cái hương vị của loại măng này. Không phải ở các tỉnh Tây Nguyên nào cũng có măng le, số lượng rất là ít bởi vì diện tích rừng tự nhiên ngày càng thu hẹp. Đây là nơi trú ngụ của loài cây le và giờ là ở Kon Tum là phải ở những cái huyện miền núi xa xôi là chúng tôi mới gom được ít măng le khô để sản xuất, và các loại măng khác thì nó còn nhiều nhưng mà đối với măng le là rất là ít. Ở Kon Tum, món ăn mà tôi nhớ có thể là một đặc sản đường phố quen thuộc trong nhiều ký ức của mỗi thế hệ tại đây, đó là món xôi măng. Sáng nào cũng thưởng thức món xôi măng thay thế bánh mì trong những ngày mở cửa còn khó khăn. Xôi măng ăn kèm với cá nục, vị ngọt béo kết hợp với xôi thơm phức mà không chỉ những lớp học sinh cấp sách tới trường mà còn là những người lớn thưởng thức món xôi măng với cà phê sáng ở những thời tiết đông se lạnh. Món xôi măng trở nên là một món ăn nổi tiếng ở tỉnh Kon Tum, giữ người ở lại, quyến rũ người phương xa, và dường như các tiệm xôi nào cũng cho thêm măng như một loại ăn kèm với xôi đặc biệt và ngon ngọt. Nhật Trường Kon Tum kinh doanh loại này từ ngày đầu thành lập, từ năm 2013, và chúng tôi đã gửi cho rất là nhiều khách hàng toàn quốc, và khách đã dùng loại này sẽ nhớ mãi hương vị ngon ngọt từ loại măng này. Giờ đây là chúng tôi gửi cho những người nước ngoài, người Việt xa xứ tận Mỹ, Úc, Nhật nhớ về vị măng ngon của quê hương, và những đối tác bạn bè Hàn Quốc là đợt vừa rồi là Tết có qua và gửi cái loại măng này, và năm nay quay về Việt Nam chơi thì là nhắn là phải gửi đúng cái loại năm ngoái vừa ăn, đó là chính là măng le đệ nhất danh măng. Từ thuở cha ông của chúng tôi lên Kon Tum khai khẩn và lập nghiệp là có câu ca dao là ai về nhắn với nậu nguồn, măng le gửi xuống cá chuồn gửi lên. Lúc ấy những cái thương lái ngược đèo Kon Tum mang những cá chuồn lên vùng đất Kon Tum để đổi lấy măng le mang về. Măng le nổi tiếng từ thời những ngày khó khăn khi người miền Trung lên đây lập nghiệp, và cá chuồn là một loại cá đặc sản là thường có ở Phú Yên, và cá chuồn nấu chung với măng le tạo nên một món ăn ngon ngọt, bùi của măng cũng như béo của cá đậm đà và món ăn ngon. Cá chuồn là nổi tiếng là thịt trắng, thơm và ngọt, nấu với măng le là đậm đà và thơm ngon. Người vùng cao thường dùng măng le như lộc trời ban để chế biến những món ăn nấu với thịt rừng, nấu với cá suối hay là măng le muối chua. Còn đối với người Kinh, ở những dịp lễ Tết, nồi giò hầm măng le, và đôi khi là chúng ta chỉ cần cuốn với bánh tráng chấm với nước tương, nước mắm thì đã rất là ngon rồi. Cứ đến cuối tháng 7 và đến tháng 9, thời tiết bắt đầu chuyển lạnh và những người bản địa ở vùng cao Kon Tum có một công việc đó là vào rừng để lấy măng le và chế biến những món ăn quen thuộc, hay đơn giản hình thành lên một nghề làm măng le khô đã từ lâu ở Kon Tum. Nói đến măng khô không chỉ là hương vị thơm ngon mà còn mùi thơm sực nức quyến rũ hơn hẳn rất là nhiều loại măng khác, mang đến vẻ thanh thoát đượm đà từ cái chất ngon của núi rừng. Và chúng ta thoạt nhìn măng le là giống như một chiếc lá khô bởi nét mỏng manh đặc trưng, vì măng le lúc tươi thì rất là nhiều nước nên là việc sản xuất măng le khô tỷ lệ sẽ hao hụt hơn hẳn so với loại măng khác, và cái thứ của măng le rất là mỏng và khi mình chế biến ăn nó sẽ giòn tan ở trong miệng và chinh phục những thực khách khó tính nhất. Công việc bẻ măng le, hái măng le là không phải đơn giản. Ở những cánh rừng già tại Đại Ngàn Kon Tum Bắc Tây Nguyên, công việc dường như là rất vất vả, nguy hiểm luôn rình rập. Có những video tôi vào rừng, tôi tìm sâm, là mùa này là những con vắt là rất là bình thường, và trong đó phải kể đến những cái loài rất là nguy hiểm. Măng le là loại đặc sản, chỉ có vào mùa mưa,
Và lên Kon Tum mùa mưa lúc này là quý khách sẽ thấy rất là nhiều người dân đem măng le ra chợ bán, và người người nhà nhà lên rừng lấy măng le về bán, và hình thành lên là chợ bán măng le rất là nhiều. Nên là người dân ở đây ví von là chợ măng le mọc hơn, nhanh hơn măng le là thế. Măng le, vị ngọt của Tây Nguyên, vị ngọt của Kon Tum. Nếu đến vùng đất ở trên Tây Nguyên hùng vĩ này, thưởng thức món măng le bình dị và mua măng le về làm quà cho người thân, bạn bè là món quà đặc sản địa phương rất là tuyệt vời trong chuyến đi du lịch. Nếu nói măng khô, trước đây là Nhật Trường Kon Tum cũng có kinh doanh rất là nhiều loại măng khác nhau, nhưng là sau này thì chúng tôi chỉ tập trung vào măng le bởi chất lượng đặc trưng. Có khách hỏi là măng nào cũng có, và đó là do là khách là chưa tìm hiểu cũng như là chỉ ăn một số loại măng quen thuộc thôi. Ngay cả măng ở mỗi tỉnh thành, những cái cây tre là cũng đã có khác nhau, và trong đó là rất là nhiều loại măng khác nhau, ví dụ như măng le, măng sơm, măng nứa, măng vầu, tre, lồ ô, trúc, thầm vong là người ta vẫn có thể ăn được. Nhưng mà người vùng cao như ở tại Kon Tum này thường dùng măng le như là một lộc trời ban để mà chế biến những cái món ăn ngon. Và những người con mà xa xứ ở tỉnh Kon Tum không phải là yêu quê hương mà mình khen quá lời về cái đặc sản măng le của quê mình, mà cái ngon đó xuất phát từ chất lượng, từ thổ nhưỡng địa lý hình thành nên tinh túy ở trong cái thứ măng le. Nên là không lạ khi mà rất là nhiều người con xa xứ ở tỉnh Kon Tum nhắc đến măng le là chỉ nói ăn rất là nhiều loại măng khác nhau, nhưng không đâu bằng măng le ở Kon Tum. Và khi chọn măng thì chúng ta cũng đừng nên chọn những cái loại măng trắng, cũng như chọn măng quá vàng, màu sắc óng ánh thì đương nhiên sẽ hút người mua, nhưng mà đối với người sành ăn, măng le thường là nó sẽ nhanh ngã màu, và ngã màu đen vẫn là lựa chọn an toàn vì sản xuất hoàn toàn tự nhiên, không có phẩm màu, và măng le thứ mỏng và không tẩm màu thì rất là nhanh đen. Nhưng mà khi chế biến măng có thể xào luộc hầm đều cho là màu vàng đặc trưng. Tại Nhật Trường Kon Tum sẽ chọn loại măng le chất lượng cho quý khách, không xâm tẩm bất cứ lưu hình. Măng le đã đi khắp nơi đến quý khách hàng toàn quốc cũng như Việt kiều xa xứ nhớ về món ngon của quê nhà. Xin cảm ơn, hôm nay là tôi đã giới thiệu về loại măng le của Kon Tum. Đây là một loại măng nức tiếng, nổi tiếng của tỉnh Kon Tum và một cái đặc sản quen thuộc khi quý vị lên Tây Nguyên du lịch, một thực phẩm hàng ngày của người dân ở Tây Nguyên. Xin cảm ơn quý khách đã theo dõi video này và đăng ký kênh Nhật Trường Kon Tum để theo dõi những video mới nhất từ bên chúng tôi. Xin cảm ơn.